thì em Thương lại có một căn nhà cấp 4 diện tích ngang 5 dài 20, nhà thuộc hướng Nam, để giới thiệu đến cho quý cô chú và anh chị đang có nhu cầu tìm nhà gần khu vực chợ Bình Chánh ha. Và căn nhà ngày hôm nay là một căn nhà được xây dựng hoàn toàn trên đất thổ cư 100% và nằm ngay trên trục đường Đinh Đức Thiện nối dài hai quý cô chú và anh chị. Từ vị trí căn nhà mà em Thương đang đứng, cô chú và anh chị mình di chuyển ra đường tỉnh 826 cũng như là Đinh Đức Thiện nối dài thì đâu đó mất khoảng tầm 4 đến 500 mét thôi ha. Ra tới đó là đã có tiện ích rồi. Chợ, trường học các cấp, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, khu vực gần đây thì trung tâm đầy đủ tiện ích hơn quý cô chú và anh chị. Về đây sinh hoạt thì không có sợ lo thiếu thốn gì đâu. Và căn nhà ngày hôm nay mà em Thương muốn giới thiệu cho quý cô chú và anh chị thì vì lý do là gia chủ đang kẹt nợ nên là chấp nhận bán lại cho cô chú và anh chị để trả nợ hơn quý cô chú và anh chị. Căn nhà của mình thì còn khá là mới và rất là khang trang. Cô chú và anh chị mình mua là có thể dọn đồ và ở ngay ha. Nằm trong một khu dân cư ở hiện hữu đông đúc, hàng xóm thì ở san sát hết rồi nè. Hai bên của mình thì ở rất là đông đúc hơn quý cô chú và anh chị. Về đây không có sợ vắng đâu. Và căn nhà của mình pháp lý là sổ hồng riêng, đất thổ cư có hỗ trợ vay ngân hàng. Nhà mình pháp lý sổ hồng riêng thì tất nhiên là cũng sử dụng điện nước riêng, điện nước chính thức, điện là điện của nhà nước và nước là nước máy thôi cô chú và anh chị. Đồng hồ nước thì có nằm trong nhà của mình nè, còn đồng hồ điện là nằm ngoài trụ cột của nhà nước thôi cô chú và anh chị. Và căn nhà của mình thì đã có số nhà số 347 ha. Tổ 2, ấp 3, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An thôi quý cô chú và anh chị. Từ vị trí căn nhà này kết nối về Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh thì mất đâu đó khoảng tầm là 6 đến 7 cây số thôi quý cô chú và anh chị. Di chuyển một tuyến đường thẳng tới ngã tư Sài Đôi thì em Thương sẽ đón cô chú và anh chị vào xem đúng căn nhà này. Nhà mình nằm gần khu vực ngã tư Sài Đôi thôi quý cô chú và anh chị. Và căn nhà của mình á, với cái mẫu thiết kế này thì gia chủ có chừa cho mình một khoảng sân trước khá rộng rãi. Bên dưới thì được lót gạch sạch sẽ nè, gạch nhám chống rong rêu. Xung quanh thì được rào kính cổng cao tường, có mái che nè, có hàng rào sắt bảo vệ nè, cửa cổng nè, hai trụ cột kiên cố thôi quý cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị mình đi làm về đây á, thì mình có thể đậu xe ở khoảng sân trước ha. Mình khóa cửa cổng lại thì rất là an toàn rồi. Mà khu vực nhà mình lại là một khu vực rất là an ninh ha. Với căn nhà này thì cô chú và anh chị mình nếu có chưa có nhu cầu ở liền thì mình cũng có thể để lại cho thuê ha. Vì căn nhà của mình nằm rất gần với khu công nghiệp Cầu Tràm. Từ vị trí này mà kết nối về khu công nghiệp Cầu Tràm thì đâu đó khoảng tầm là 5 đến 7 phút thôi quý cô chú và anh chị. Cái lượng công nhân cũng như là cái nhu cầu thuê nhà thì rất là nhiều. Cô chú và anh chị mình để nhà lại cho thuê thì rất là thích hợp rồi ha. Căn nhà của mình thì gia chủ xây dựng rất là kiên cố hơn quý cô chú và anh chị, vì lúc trước là xây dựng nhằm mục đích là ở chứ không phải là đầu tư kinh doanh buôn bán kiếm lời hơn quý cô chú và anh chị, nên cô chú và anh chị mình cứ yên tâm về chất lượng nè, nền móng riêng ha, kiên cố chắc chắn, xây dựng thì cao hơn mặt đường rất là nhiều nè. Khu vực nhà mình thì không có bị ngập nước ha, trời mưa lớn cô chú và anh chị mình không có sợ nước tràn vào nhà mình đâu ha. Mặt đường nè cô chú và anh chị mình thấy từ cái góc quay nền nhà mình tới mặt đường thì rất là cao ha. Dạ. Và khoảng không gian bên trong căn nhà của mình thì gia chủ cũng đã thiết kế, nói chung là làm rất là chăm chút tỉ mỉ hơn quý cô chú và anh chị. Như đây là khoảng không gian phòng khách nè. Nền sân thì đã cao hơn rồi, nền bên trong căn nhà càng cao hơn nữa hơn quý cô chú và anh chị, có những bậc tam cấp đi lên nè, rất là tỉ mỉ nè. Khoảng không gian phòng khách thì rộng rãi, căn nhà mình là ngang năm nhưng mà cái diện tích xây dựng bên trong khoảng không gian phòng khách này là 4 thôi cô chú và anh chị, có chừa cho mình một cái lối đi bên hông nữa. Một xíu nữa thì em Thương sẽ di chuyển ra bên ngoài cho quý cô chú và anh chị mình dễ tham khảo ha. Khoảng không gian phòng khách của mình thì được ốp gạch tường từ mí trên cho xuống tới dưới luôn ha quý cô chú và anh chị. Và gạch này là gạch âm nè, rất là đẹp ha quý cô chú và anh chị, tông gạch màu xám nữa nè. Trần nhà thì được dựng hợp rất là cao, trang trí những bóng đèn, có cửa chính bằng sắt, ốp kính cường lực dày dặn. Khoảng không gian phòng khách thì trổ cho mình một cái cửa sổ 4 cánh nè. Để ban ngày thì cô chú và anh chị mình có thể mở ra thông thoáng mát mẻ ha. Hoặc là khi mà mình tiếp khách ở khu vực này, cô chú và anh chị mình có thể mở ra ha, lấy gió nè. Khoảng không gian thì rất là rộng rãi, mình có thể thiết kế được nhiều nội thất cần sử dụng cho gia đình hơn cô chú và anh chị. Và nhà mình thì được thiết kế là một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp và một nhà vệ sinh. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này thì vừa vặn cô chú và anh chị mình có thể để niệm, để giường, để kệ tủ quần áo ha, cũng được ốp gạch tường xung quanh hết rồi nè. Cái bóng đèn, ổ điện, đường dây chờ máy lạnh cũng được chừa sẵn, và cửa của mình là cửa nhôm có ốp kính mờ nè. Cái khoảng không gian hành lang thì rộng rãi, cô chú và anh chị mình về thì có thể thiết kế thêm một cái máy massage hoặc là một cái võng hoặc là một số nội thất gia đình mình cần để sử dụng thôi cô chú và anh chị. Khoảng không gian rất là rộng rãi luôn. Toàn bộ đã được ốp gạch tường rồi, mình không có sợ những vật dụng hay mình va vào tường mà bị trầy thôi cô chú và anh chị. Và căn phòng số 2 của mình thì cũng khá là rộng rãi, diện tích thì cũng bằng căn phòng kế bên thôi. Mình có thể căn nhà này có thể ở từ 4 đến 6 thành viên thôi cô chú và anh chị. Và khoảng không gian phòng bếp thì đã có sẵn cho mình là kệ tủ bếp dưới rồi nè. Chưa có kệ tủ bếp trên, cô chú và anh chị mình về thì có nhu cầu mình đóng thêm ha. Mặt
bếp ốp gạch rồi, có bồn rửa nè, nhà mình sử dụng điện nước chính thức, điện nước rất là mạnh ha. Cô chú và anh chị mình về thì cứ yên tâm mà sinh hoạt, khu vực nhà mình là không có thiếu nước sạch đâu không cô chú và anh chị. À, và cái khoảng không gian này cô chú và anh chị mình thì có thể lắp thêm một cái tủ lạnh hoặc là một cái máy giặt ha. Đường ống cấp thoát nước, ổ điện cũng được chừa sẵn nè, và nhà vệ sinh thì khá rộng rãi để cho mình sử dụng. À, trang thiết bị nội thất cơ bản cũng đã bố trí sẵn cho mình hết rồi. Vậy thì căn nhà này tổng toàn bộ chi phí mà gia chủ sở hữu lúc trước á, là trên 1,5 tỷ thôi quý cô chú và anh chị. Nhưng ngày hôm nay kẹt tiền, cần tiền xoay vốn làm ăn nên chấp nhận bán lại cho cô chú và anh chị mình với mức giá là 1,290 tỷ. Đây là giá thật không phát sinh. Cô chú và anh chị mình xuống xem nhà thì mình còn được gặp trực tiếp chính chủ, mình thương lượng lại một cái mức giá tốt hơn thôi quý cô chú và anh chị. À, một cái mức giá mà biết đâu quý cô chú và anh chị mình thiện chí thì gia chủ sẽ bớt cho mình thôi quý cô chú và anh chị. À, căn nhà của mình thì như em có giới thiệu là hồi nãy là khoảng không gian phòng khách của mình là 4m, có chừa cho mình 1m ha. Ở ngoài đây để cho mình làm cái lối đi nè cô chú và anh chị ha. À, khá rộng rãi, khoảng sân mình thì cô chú và anh chị mình nhà có đám tiệc á, thì mình có thể để vừa rất là nhiều bàn ghế hơn cô chú và anh chị, thoải mái để mình sinh hoạt nè. À, căn nhà này là một căn nhà nằm rất gần với khu vực trung tâm thành phố nè. Cô chú và anh chị mình di chuyển về Bình Tân, Tân Phú, quận 5, quận 7 thì đâu đó mất tầm khoảng là 25 đến 30 phút thôi ha. Di chuyển bằng xe máy nè. Hoặc là nếu mình không thuận tiện di chuyển bằng xe máy thì cô chú và anh chị mình có thể di chuyển ra đầu đường ha. Để mình đón tuyến xe buýt 622 di chuyển về các quận trung tâm cũng khá là thuận tiện luôn. À, từ đây mà kết nối ra mặt tiền Ninh Đức Thiện để cô chú và anh chị mình đón xe buýt thì chưa tới 500m nữa là đã có rồi ha. Chợ là đầy đủ luôn. Nên là cô chú và anh chị mình hãy cân nhắc về cái căn nhà này ngày hôm nay ha. Một cái vị trí đẹp nè, cũng như là một cái mức giá rất là hời ha. Những căn nhà xung quanh thì ở đây hầu như là không có bán ha quý cô chú và anh chị. Nên là cô chú và anh chị mình hãy cân nhắc căn nhà này. À, cô chú và anh chị mình cũng đã hiểu rồi, khu vực của mình tiềm năng và phát triển như thế nào ha. Khu dân cư về đây ở full hết rồi nè, rất là đông đúc luôn. Về đây không có sợ vắng vẻ nè, cũng như là cô chú và anh chị mình di chuyển ra một xíu là đã có tiện ích rồi, không có sợ thôi thiếu thốn gì đâu ha. À, xa xa nhà mình cũng có một cái xưởng là cô chú và anh chị. Đó, cái mật độ ở đây rất là đông đúc ha. Dạ thì vừa rồi là những thông tin của căn nhà cấp 4 ngang 5 dài 20, thiết kế một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp, một nhà vệ sinh với mức giá tổng là 1,290 tỷ không phát sinh, còn thương lượng trực tiếp chính chủ, mẫu nhà thuộc hướng Nam. Cô chú và anh chị mình còn gì thắc mắc thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em theo số điện thoại là 0935 383 449. Và căn nhà này thì em thường sẽ bao test quy hoạch cho quý cô chú và anh chị, đảm bảo là khu vực nhà mình là đất sạch, không dưới dự án giải tỏa quy hoạch tranh chấp ha. Nhà mình lại không có đối đầu nữa, rất là thoáng mát ha quý cô chú và anh chị. Một không gian sống nè, bình yên ha quý cô chú và anh chị. À, dạ thì cô chú và anh chị mình nếu quan tâm căn nhà này thì hãy nhấc máy và gọi liền cho em. À, cuối cùng thì em xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị mình sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp.